Rồi các bạn nghe đầu tiếp chuyện Bao công kỳ án Hồi 2 Bao công tìm ra kẻ đã làm ô nhục Nàng trình nương giữa đêm tân hôn Khiến nàng phải tự tử Ngày xưa dưới đời nhà Tống Tại một làng thuộc huyện Lâm Dĩnh Phủ Hứa Châu, tỉnh Hà Nam Bên Trung Quốc Bên Tàu có một cậu tú tài gia đình giàu có chưa vợ tên là cha di tuy đã đậu tú tài và đang dọn thi cử nhân cha di chỉ có một sức học tầm thường mà thôi dân chúng làng này chuộng văn học nên trường làng được xây cất rộng rãi lại có thêm cả chỗ cho học trò tối đến học tập có thể ngủ luôn lại đó Tú Di cũng thường hay tới lưu đó Cùng chúng bạn đọc sách Làm bài tới khuya Anh em bạn của Di đều đứng đắn Nghẹn lành Ngoại trừ một người tên là Trịnh Tránh Tuy còn trẻ Đang tuổi học hành Trịnh Tránh đã tỏ ra vô hạnh Và có lắm thủ đoạn Không xứng đáng với kẻ theo đòi chữ nghĩa thanh hiện Làng bên có một nàng tuổi vừa 16 Nhan sắc mặn mà mà tuy không đến trường nhưng nhờ thông minh và lại được cha chú rèn luyện nên tài học xem ra còn hơn bọn cha di gấp bội đó là y trịnh nương nàng thường ao ước được một tấm chồng nếu không tài giỏi hơn thì cũng phải đồng tài đồng sức năm ấy cha mẹ tú di đánh tiếng hỏi trịnh nương cho con gia đình trịnh nương nhận lời thế là ít lâu sau lễ cưới được cử hành đêm tân hôn cha di vô phòng toan thay áo đi ngủ bỗng nàng chỉnh nương cản lại mà thò thẻ rằng chàng ơi chàng là người ăn học thiếp đây cũng chẳng phải kẻ quê mùa rốt nát đôi ta xứng đáng nên duyên vợ chồng nhưng thiếp nghĩ chúng ta nên có hành động khác kẻ phàm phu tục tử Đêm này thiếp có nghĩ ra một câu đối Chàng mà đối được thiếp xin vui vẻ trao thân Nếu chàng đối được thiếp xin chàng vui lòng Gác chuyện động phòng Lo học thêm cho khá đã Cha gì liền bảo vợ cứ ra câu đối để chàng đáp lại cho vui Trịnh nương mặt hớn hở đọc liền vế xuất như sau Điểm đăng đăng cát, các công thư Cha Di đứng lặng suy nghĩ hồi lâu chàng tìm ra vế đối Mà cỡ chàng bèn rút lui ra khỏi phòng the mặt đỏ như gấc chín Đêm đã khuya rồi chàng không biết tính sao Chẳng lẽ nằm ngoài nhà khách suốt đêm Rồi người nhà bắt gặp thì ăn nói làm sao Nàng đã đặt điều kiện rõ ràng Nếu chưa đối được thì chưa động phòng Chưa biết tính sao chàng chậm chạp đến ngồi trên chiếc ghế bành Mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà Một đôi mối tránh giọt nhau trên xà nhà xuống Đến bức vách Phía trên án thư Gần ngọn bạch lạc Đang leo lét cháy. Còn mối tránh chạy Sau kêu những tiếng nho nhỏ Như âu yếm như thiết tha Đấy là con đực Mỗi lần con đực tới gần Thì con cái lại bồng lên chạy Dường như chán cuộc rượt bắt vô ích ấy Còn được quay đầu lại bỏ đi Chà gì từ nãy không rời mắt cảnh tượng đó Đến đây bỗng đứng dậy ngoái nhìn về phía phòng the Rồi không biết nghĩ sao chàng quả quyết đi thẳng ra phía cửa Nhẹ nhàng đẩy chốt hãm Hé cửa lách ra ngoài sân rồi băng mình vào đêm tối Bên ngoài trời tối như mực, gió rét thổi từng cơn Cha gì đi đã khá lâu Cánh cửa nhẹ nhàng đu đưa trước làn gió lạnh Đến khi trình nương hay biết Thì đã muộn rồi Nàng hối hận vô cùng vì thực tình Nàng chỉ muốn dỡn chơi cho vui Nào ngờ cha gì quá hồ thẹn mà bỏ ra đi Trình nương giờ đây lại lâm vào cảnh đứng ngồi không yên Như chồng nàng lúc trước Kêu gọi chồng ư Chắc chàng đi xa rồi còn chi và lại làm thế thì kỳ quá Hay là gọi nhà chồng dậy đốt đuốc đi tìm kiếm cha gì về Nhưng biết đâu mà kiếm Cuối cùng nàng tự an ủi rằng thế nào cha gì cũng hiểu Là nàng muốn đùa một chút thôi Và như vậy chàng sẽ trở lại Nghĩ vậy nàng cứ để cửa khép như lúc chồng nàng ra đi Rồi lui vô phòng tắt đèn lên giường nằm nói với cha gì Sau khi ra khỏi nhà chàng bèn đi thẳng đến trường lại Khi cha gì bước chân vào trường thì đã gần nửa đêm Nhưng trong đám bạn học có vài người còn thức đọc sách Thấy cha gì đến trường giữa đêm tân hồn Họ chạy ùa ra bâu quanh hỏi chuyện Trịnh Chánh cũng lén vô ngồi cạnh cha gì để nghe cho rõ Cha Di thật thà kể rõ nguồn cơn vừa đọc câu đối của vợ cho chúng bạn nghe Cậu nào lòng chữ thì xin đọc hàng ngày Cũng có cậu lại làm ra vẻ suy nghĩ lắm Nhưng chung cuộc cũng chịu thua nốt Nghe cho gì nói ngủ lại đêm nay tại trường Các cậu bông đùa thêm một lát rồi tất cả rủ nhau đi ngủ Đèn tắt rồi Ngôi trường chìm trong bóng tối Gió đêm lạnh lạnh thổi từng chặt Tiếng thở đều đều nổi lên các cậu Tú đều đang ngủ say Bỗng một bóng đen Từ phía giường học trò Trọi xuống đất Và lén ra ngoài cổng Nhẹ nhàng không gây một tiếng động nhỏ Bóng đen đi nhanh Về phía nhà cha Di Gần tới nhà cha Di Bóng đen đứng lại Lấy vạt áo lo mồ hôi tràn Đoạn đưa mắt nhìn xung quanh Bóng đen lẹ làng Đẩy cửa vô nhà Và đi thẳng vào phòng trình nương Nói về nàng trình nương Vẫn không sao ngủ được Từ lúc chồng bỏ ra đi Bộ nghe tiếng người lén đi vào Cho là chồng về Nên cất tiếng em ai hỏi Phải chàng đấy ư Chàng đã tìm ra câu đối rồi sao Bóng đèn không trả lời Cũ lùi lũ lũi tiến về giường Trình nương vén mùng chuỗi đại bố Trình nương cũng không muốn hỏi nữa Sợ chồng hồ thẹn thêm Thế là người bí mật cứ tự nhiên ân ái với chính người Khi gà gáy sáng lần đầu lúc trời còn tối và Trình Đương đang ngủ thì người bí mật đã lén dậy trở về trường nằm ngủ mà không ai hay biết. Sáng ra, cha Di từ trường về nhà bảo vợ rằng vì kem tài nên đêm qua ta không tìm được câu đối. Nghĩ ra hồ thẹn vô cùng nên bỏ đi suốt đêm Giờ này mới về thật là lỗi phận làm chồng Mong nàng chớ khá lưu tập Trình nương cho là chồng chồng mình Thì đôi má ửng hồng và nàng bẽn lẽn nhìn chồng nói Còn ai đêm qua đấy mà chàng bảo không về Thấy chồng quả quyết không hề trở về nhà đêm qua Trình nương nghe như chết điếng cả người Và biết là đã bị kẻ gian làm nhục Nàng nhật quyết không chịu tiết lộ cho chồng sự việc đêm qua Và nàng cố làm ra vẻ bình tĩnh Nếu quả thật đêm qua chàng không về Thì đôi ta cách biệt từ đây Xin chàng hãy quên thiếp và chăm chỉ học hành Chả gì vô tình không biết Đây là câu vĩnh biệt của nàng Trình nương lặng lẽ vô phòng lấy giấy thắt cổ tự tử chết Đến khi chồng biết chi hô lên Mọi người trong nhà đổ vào cởi dây Hạ trình nương xuống Thì hỡi ôi Nàng chỉ còn là cái xác không hồn Cha Di cho là chàng bất nhẫn bỏ đi biển biệt suốt đêm tân hôn Khiến trình nương tủi phận Hờn duyên mà tự vẫn Nên chàng khóc lóc thảm thiết Rồi vì qua xúc cảm nên chết đi sống lại mấy lần Mày được cha mẹ hết lòng cứu chữa Lại an ủi vỗ vẻ Cha gì mới tạm dẹp mối sầu Mà lo ma chay cho người vợ tài hoa mà bạc mệnh Ba năm sau Một hôm nhân tiết trung thu Bao công đi tuần sát đến huyện Lâm Đĩnh Tối đó chẳng giảm sáng tỏ Bao công ngồi gần cây ngô đồng Trông trăng uống rượu Đối cảnh sinh tình Bà Công muốn làm một câu đối để ghi lại cảnh đẹp đêm này Ông tìm được câu Dĩ ý ý đồng Đồng ngoạn nguyệt Ông loay hoay mãi Nghĩ không đối được Mỏi mệt bao Công tựa lưng vào ghế thiêu thiêu ngủ Bà Công chiêm bao thấy một người con gái xinh đẹp Tuổi độ trăng tròn tiến đến gần ông Và quỷ xuống nói Đại nhân nghĩ làm chi cho thêm mệt Vế đối là điểm đăng đăng các các công thư Vậy cầu dĩ ý ý đồng đồng Ngoạn nguyệt nghĩa là tựa gốc cây đồng Đồng thượng ánh trăng Hồn bao công chịu là hay Mới hỏi tên họ Mới hỏi tên họ quê quán nàng kiểu nữ Thì nàng thưa xin cứ hỏi học trò trong huyện sẽ biết Nói rồi biến mất bao công giật mình tỉnh dậy cho là điều lạ sáng hôm sau bao công ra lệnh cho mời các cậu tú trong huyện đến để ông khảo chữ cha gì nghe lệnh truyền vội vã cùng chúng bạn rủ nhau đi đến nơi bao công làm việc khi mọi người đã tề tiểu đông đủ bao công bèn ra bài để thử sức các cậu tú bài thi là một bài văn đề tài là Kính quỷ thần Nhi viễn chi, Một câu rút trong sách luận ngữ Ông cũng lại bảo trò hãy thử đối câu Ông ra là Dĩ ý ý đồng Đồng ngoạn nguyện Chả gì thấy câu đối ấy Xứng với câu vợ chàng Đã ra năm trước Nên hạ bút liền viết Điểm đăng đăng các Các công thư Khi các cậu tu đã nạp bài xong Bao câu hiểu Bà công bảo mọi người Ra sân chờ kết quả Xem đến bài của cha Di Ông thấy bài văn rất thường Nhưng câu đối thì thật hay Bà công liền cho gọi cha Di vào và hỏi Tỏ thầy văn trường Anh thường lắm Làm sao anh đối nổi câu ta ra hãy là tác giả câu đối đó Hãy nói thật Thưa đại quan Thưa ra câu ấy của vợ tôi làm giá bao công nghe đam mới khen vợ cha di là người tài giỏi và hỏi thăm thêm về sự học hành của vợ cha di cha di ứa nước mắt rồi thuật lại đầu đuôi câu chuyện với bao công khi cha di thuật xong bao công nhìn cha di không chớp mắt và hỏi anh vừa nói không biết vì lý do vì lý do gì vợ anh tự tử sau đêm tân hôn Phải vậy không Dạ thật tình tôi không biết Và cũng chẳng hiểu vì sao cả Bà công hỏi tiếp Theo lời anh thì, thì sáng hôm anh ở trường về nhà Và anh cật vấn anh mãi Để biết chắc là đêm tân hôn Anh có vẻ không Phải không Dạ phải Bà công suy nghĩ một lát rồi chiếu đôi mắt sáng quắc nhìn tận mặt chả gì mà nói. Ta biết tại sao Trình Nương tự tử. Để ta nói cho mạng nghe. Nghe anh nói không có về nhà đêm trước. Lúc đầu Trình Nương cho là anh nói chơi để chọc nàng. Nhưng sau thấy anh nói quả quyết rằng không về đêm tân hôn. Nàng hỏi lại cho chắc đặng quyết định thái độ. Ta đoán ra lý do khiến Trình Nương tự tử rồi. Nàng từ từ bị quá hồ thẹn Đêm tân hôn nàng đã lầm và ân ái với một người không phải là chồng nàng Anh thì nhớ lại coi Ngoài chúng bạn ra có ai biết câu chuyện câu đối vợ anh ra Cho anh đêm tân hôn không Chả gì quả quyết Chàng chỉ thuật chuyện cho chúng bạn ở trường nghe đêm hôm ấy thôi Bảo công xác định Vậy là kẻ gian chính là một trong các bạn của anh thôi anh có nghi cho ai không? cha gì lắc đầu, Bảo công hỏi rõ, chớ trong đám bạn anh có kẻ nào tính tình xảo quyệt vô hạnh không? nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Dạ, có tên Trịnh Chánh, không phải là người đàng hoàng, nhưng tôi không biết có phải hắn đã làm nhục vợ tôi không. bao công cười đạp Thổng thẳng để ta coi xem sao. Sau khi cha Di về Bao công gọi hai người lính vào Và ra lệnh đi bắt Trịnh Tránh về cha hỏi Mới đầu Trịnh Tránh một mực kêu ăn Bao công kêu lính dùng cực hình Cha tấn giết mọi hồi Trịnh chị Tránh chịu đau không thấu Phải thú nhận hết tội lỗi Bao công chuyển ghi lời khai Rồi lên án chém đầu Trịnh Tránh Để làm gương cho kẻ khác Ai nghe chuyện cũng phục bao công là tài hồi ba Bao công tìm ra kẻ cháu ngựa Bộ án cháu ngựa của bao công Vừa nọ Ông Phú Nhơn Một đại biển chủ ở phủ Khai Phong Cưỡi con bạch mã Đi góp lúa nơi các tá điện Vốn là giống tốt lại được chăm nom Nên ngựa của Phú nhân khỏe đẹp nhất vùng Nó đi băng bằng khiến cho hưng phước Người hầu của phú nhân phải vất vả lắm mới đi theo kịp Gọp lúa xong Phú nhân muốn rong chơi với bạn bè ít bữa Nên sai Hưng Phước đem ngựa về nhà trước Hưng Phước một mình một ngựa rong rủi trên đường về Một hôm đi được nửa đường Gặp lúc trời nắng gắt Phước bèn xuống yên Cột ngựa vào gốc một cây to Cho nó ăn cỏ Phước cũng lại bóng mát ngồi nghỉ bỗng có một người cưỡi một con ngựa già ốm yếu đi ngang qua trông thấy con ngựa đẹp của phú ông bèn nhảy xuống đất chạy đến bắt chuyện với hưng phước thấy người là mặt không tiếc lời khen ngợi ngựa của chủ mình hưng phước mới lên tiếng làm sao biết được là ngựa tốt kẻ lạ mặt cho hay y vốn là lái ngựa nên biết coi ngựa dành lắm Chuyện trò hồi lâu Bẻ qua xem ngựa Người làm mặt hỏi Hưng Phước Tôi đoán con ngựa của anh chạy hay dữ Anh cho tôi mượn cưỡi thử chút chơi Coi nó chạy hay tới độ nào Miệng nói tay y trao cương ngựa ốm của y cho Hưng Phước Hưng Phước thật thà gật đầu Và dưng ngựa cho kẻ lạ mặt Người này thủng thẳng Đêm còn bạch mã của phù ông làm bộ vuốt ve nó một lát đoạn nhảy phóc lên yên coi bộ thật lẹ làng. y cho ngựa chạy nước kiểu một vòng quanh bãi cỏ qua mặt hưng phước kẻ là mặt la lên ngựa hay dữ đáng một trăm lượng vàng chứ chứ à ít khi gặp du con tuấn mã như thế này hưng phước gật đầu khỏi phải nói chủ tôi cưng nó no lắm anh cưỡi ngựa thì là giỏi Kẻ là mặt mỉm cười không đáp Ngựa đã thuần chân Y bèn thốc mạnh vào hông ngựa Và ra roi cho ngựa phi nước đại Ra lộ rồi chạy mất ra Hưng Phượng chợt tỉnh ngộ Vội vã nhảy lên con ngựa ốm tông teo Chạy cả tịch cả tác Mà rượt theo Miệng la bài bài Bơ người ta Người ta đã cháo ngựa của tôi rồi Nhưng bội làm sao bắt kịp con bạch mã đang chạy như bay dưới tay cương của một tay lái ngựa Chạy được vài trăm thước Con ngựa già thở dốc như muốn đứt hơi Mồ hôi tháo ra như tắm Lết hết nổi Hưng Phước đành xuống yên Giặt ngựa quay trở lại chỗ nghỉ lúc trước Đặng lấy nón và bọc quần áo Vừa lúc ấy Có mấy người bộ hành vừa đi tới xuống lại hỏi Hưng Phước vừa rồi bọn tôi đi phía sau có nghe la cháo ngựa lại thấy tiếng vó ngựa chạy nhưng bị quất đám cây nên không trông thấy gì bèn bảo nhau lẹ bước tới coi phía trước có chuyện chi thì gặp bác hưng vừa kể lại sự việc đã xảy ra ai cũng bảo hưng phước là dại rồi bỏ đi hưng phước chỉ còn nước cưỡi con ngựa ốm trở lại báo tin cho chủ gió chủ nổi dần lớn tiếng lại có lý đây mày ngu quá vậy Trong mày lập tâm bán ngựa tao đi Mua con già ốm này Mua con già ốm này thế vào Người đặt bày ra chuyện Bị cháu ngựa để lừa tao Chuyện này tao phải bỏ tù mày Nói đoạn chủ va gậy đánh Hưng Phước một trận Rồi dẫn Hưng Phước và con ngựa ốm lên báo với bao cập. Bao công, công cho đòi Hưng Phước đến trước mặt ông hỏi Người có biết tên họ và chỗ ở của kẻ gian đó không Dạ tôi không biết Vì mới gặp nó lần đầu giữa đường Bà công quát mắt đặt bàn là Không biết nó là ai mà sao mi dám đưa ngựa tốt cho nó cưỡi Rồi ta làm sao kiếm nó được Phải ngươi định gặp ta thì bảo Ngươi sẽ bị hình phạt nặng Hưng Phước vội quỷ xuống khóc lóc mà ra Xin quản xét lại thực tình tôi ngu dại mới bị lừa như vậy Thượng quan nổi tiếng đoán việc như thần Không lẽ để tôi bị oan Xin thượng quan bình xem cho Bảo công câu mày Suy nghĩ trong dây lát Đoàn sai lính dắt con ngựa ốm Đến phía chia công đường Ông nhìn qua con ngựa Rồi cho đòi phú ông vào và nói Thưa ông ông cứ về và để con ngựa lại đây tôi có cách tìm ra kẻ gian còn hưng phước tôi cũng tạm cho về nhưng ba bữa nữa nó phải đến trình diện để tôi chỉ dạy xong hai người đi khỏi bao công kêu người lính thân tín tên là triệu hổ bảo đem giam con ngựa ốm vào chuồng trong ba bữa nhưng không cho ăn thời gian trôi qua mau lẹ Sáng bữa thứ tư Hưng Phước đến trình diện Lòng hồi hộp không biết số phận ra sao Trông thấy bao công mặt sắt đen xỉ mắt quặc Ngồi quay vệ trên ghế phủ ra cọ Hai bên của lính cầm gươm đứng hậu Hưng Phước thấy hãi quá Nhưng xét mình thiệt tình Không phản chủ Nên thu hết can đảm tiến đến trước mặt bao công Và tay cúi đầu thi lệ Bao công kêu triệu hồ dắt ngựa đến trước công đường Đoàn ông ôn tồn bảo hưng phước Và triệu hồ rằng Con ngựa này nhìn ăn đã ba bữa rồi Hai người hãy dắt ra con đường cũ Nơi đã xảy ra cuộc cháo ngựa bữa trước Mà thả nó ra Thế nó dừng lại ăn cỏ hai bên đường Thì đuổi không cho nó ăn Rồi hai người hãy đi theo nó Những gì có thể xảy ra Ta đã đoán trước Và đã chỉ cách đối phó cho triệu hồ hồi hôm rồi Hai người khá làm theo lời ta dặn. Chờ hồ, bà Hưng Phước vâng lời bao công dắt con ngựa già ra chỗ hôm trước, thả đi rồi rượt đuổi, không cho nó dừng lại ăn cỏ hai bên đường. Đi miết từ sáng đến gần chưa? Qua nhiều tàu ngựa mà con ngựa già vẫn không rẽ vào tàu ngựa nào cả. Hai người vẫn kiên nhẫn theo sau con ngựa khi đi khi chạy lúc sắp tới một thôn tên là huỳnh nê con ngựa già bỗng thở phì phì hai tiếng lớn và vùng chạy báo hại triệu hồ và hưng phước Dượt theo thiếu điều muốn đứt hơi hai người trông theo thấy con ngựa chạy vào một khu vườn gần đầu thôn bèn phóng tới Nập ngoài hàng rào nhìn vào giữa khu vườn là một ngôi nhà ba gian mái ngói cửa sơn phết sạch sẽ phía tay mặt khu vườn gần cổng vào có một tàu ngựa lớn chia làm nhiều ô có cửa chắn cao tới ngực người lớn con ngựa già mà hai người rượt theo đang đứng trước tàu vẫy đuôi ý ầm ý ra vẻ vui mừng và đòi ăn hưng phước nhận thấy con bạch má của chủ mình cột ở ngăn thứ nhì bèn chỉ cho triệu hồ coi rồi hưng phước toan sông vào vườn như triệu hồ níu lại và nói nhỏ điều chi mờ hồi Hưng Phước gật đầu đứng yên Con ngựa già hí lần nữa Thì một gã đàn ông từ căn nhà ngói Chạy ra dắt nó vào ô cuối tàu Cho hẳn Gã này tưởng là ngựa của y sút chuồng Nơi chủ mới giờ quen đường cũ trở về Hưng Phước nói nhỏ với Triệu Hồ Chính hẳn đây Bây giờ tôi vào bắt lại con bạch mã được chứ Triệu Hồ gật đầu Hưng Phước chạy lẹ vào mở cửa dắt con ngựa Bạch ra. Bạch Mã thấy Hưng Phước cũng hí một hồi tỏ ý chào mừng. Ngã đàn ông chủ tàu ngựa từ phía tàu chạy ra thấy vậy, bội sông tới toàn đánh Hưng Phước để đoạt lại ngựa. Vừa lúc ấy Triệu Hồ ập vào bắt cho ý lại. Ý khai tên là Huỳnh Hồng làm nghề lái ngựa. Triệu Hồ liền áp giải Huỳnh Hồng và con ngựa già về nộp cho bao công hưng phước cũng dắt con bạch mã theo sau Bao công chỉ mặt huỳnh hồng mà quát mày đã giàu có còn đem lòng gian tham giữa ban ngày dám dở thủ đoạn bất lương mày đã nhận lỗi hay chưa mày đã nhận lỗi chưa hay chờ ta phải tra khảo huỳnh hồng thấy tang chứng rành rành hết đường trôi cài nên y phải thú nhận tội lỗi Bảo công truyền tịch thu ngựa giả sung làm công Và sai lính vật Huỳnh Hồng ra đánh cho 70 gậy rồi đuổi về Hương Phước đã lãnh con bạch mã đem về cho chủ Hồi 4 Vụ án Con ngỗng của Bảo công Ngày xưa Tại phố huyện Đồng An bên Tàu Có một người tên Củng Côn Vợ là Lý Thị Hai vợ chồng rất giàu có nhưng phải cái quá hà tiện tuy chưa đến nỗi dán sành ra mỡ và vắt cổ chảy ra nước nhưng vợ chồng cùng côn cũng được hà tiện trong vùng tôn làm bậc đàn anh mỗi lần bó buộc phải dự ma chay cưới gà hay dỗ chạp của họ hàng bạn bè thời ông thở dài đi ra mặt mày buồn so bà rèn rĩ đi vào héo ruột héo gan Ông thường than thở với bà Bị mời thì lại tốn kém mùa lễ vật Sao thiên hạ không quên phứt mình đi cho rồi Cứ mỗi lần như vậy Ông lại bảo bà tính xem trong nhà có thứ gì cho được Thì cứ đưa ra Được cái bà cũng khéo thu vẹn lắm Bà dành một cái tủ riêng để tích các thứ lễ vật Thường hay dùng trong các việc quan hôn tang tế Trà bánh mứt hương nến thứ để được lâu hỏng không nói làm chi nhưng cũng có thứ bà để móc xanh vàng cũng cứ thế đem tống khứ đi thường khi bà cũng ra vườn sau ngắm những cây cam bưởi ổi mãng cầu với bụi chuối đàn gà vịt ngàn ngỗng xem có thứ cây nhà lá vườn nào chịu đi thay cho chuỗi tiền của ông bà không vợ chồng cùng côn lại thường áp dụng một phương pháp cố hữu sau đây trong sự đưa lễ vật dưới biết là theo tục lệ hễ ông bà không đến uống chén rượu nhạt hay sơi lưng cơm thường với gia chủ thời gia chủ chỉ nhận một phần lễ vật còn bao nhiêu trả lại gọi là nhận tượng trưng nhận làm thảo mà thôi cùng côn khai thác triệt đề tục lệ này chỉ thị chồng ra cho vợ như sau. Phạm lễ vật thì gồm có một món đáng giá để giữa hay để trên tùy trường hợp. Xung quanh hay ở dưới độn những lễ vật phụ rẻ tiền dĩ nhiên là nhiều. Món đáng giá ấy cũng còn gọi là món chủ chốt. lấy thị thực tế hơn gọi là món đưa ra rồi thu lại về gấp. Tùy theo mùa, tùy theo vụ, món chủ chốt và các món phụ thay đổi. Khi thì là buồng chuối to với một mâm vừa ổi xanh vừa mãng cầu cứng như đá Khi thì buồng cao với mấy gói chè hàng soàng hương nến Vợ chồng cùng côn lại khéo luyện được một anh người ở Để dùng vào công tác tế nhị này Mỗi khi đem lễ vật đến nó trịnh trọng đặt trước mặt gia chủ khoanh tay bẩm báo Nói rõ lý do và đọc bảng kê khai lễ vật đàng hoàng rồi chờ khi gia chủ tươi cười nhận đồ lễ tượng trưng Thì nó nhanh như cắt nhắc ngay món chủ chốt ra Đặt về phía nó rồi để cho gia chủ tự ý lấy món phụ gì thì lấy Xong đâu đấy Nó nhẹ nhàng đặt món chủ chốt vào mâm bưng lên Rồi làm ra cái vẻ đau khổ xin gia chủ Nhận thêm cho kẻo về nó bị chủ quả mắng Dĩ nhiên là nó thành công trong chuyến thuật ấy vì chẳng lẽ gia chủ lại bảo nó đặt mâm xuống trọn lại Khỏi nói Nó được vợ chồng cùng côn khen ngợi lắm Chẳng thế lúc vắng mặt nó Lý thị thường bảo chồng Mình tốt tay nuôi người mới được thằng này khéo vun về cho chủ Nhưng từ hơn tháng này Nó xin về làm ruột Nên vợ chồng cùng côn phải nhắn bà con ở miệt quê Kiếm cho một người ở trẻ tuổi nhanh lẹ để thay thế Người mới này tên là Trương Tài Tuổi độ 18 khỏe mạnh Tuy sống ở đồng Nhưng vì đã từng đi làm mướn cho các phú hộ trong vùng Nên cũng lanh lợi Nó lại có cái biệt tài bắt ngỗng không kêu không dãy đạp Cái thuật này nó học lỏng Được của một tên vô lại Chuyên trộm vặt Hồi nó 8 tuổi còn đi chăn trâu chủ trước của trương tài lúc còn xanh tiền thường khen nhưng ông thường dân dạy nó không nên dùng tài đó để trộm cắp vừa vào làm việc trương tài đã được vợ chồng cùng côn thuyết cho một hồi nào là ăn cây nào rào cây nấy nào là phải biết lo việc của chủ như việc của mình dĩ nhiên vợ chồng cùng côn cũng nói cho trương tài biết rõ phương pháp biếu lễ vật đặc biệt của vợ chồng nhà này Nhờ đã sáng dạ và cũng có thủ đoạn Nên mấy lần xuất quân nó đều đem được vật chủ chốt về Vợ chồng cùng côn xem ra hài lòng về trương tài Và Lý thì lại được dịp khoe với chồng là cái cung nô bọc của mình thật là tốt Một hôm, cha vợ cùng côn ở Lý Viên Ngoại ăn sinh nhật Cho người nhà kêu vợ chồng cùng côn về dự tiệc Hai vợ chồng toan đi cả, xong bản đi tính lại Tính hạ tiện nổi lên như sóng cồn át cả tình cha con Thế là cả hai người quyết định không đi ăn mừng sinh nhật Lý bên ngoài Cùng con bèn bảo vợ sắp lễ vật cho Trương Tài đem qua mừng Kỳ này đặc biệt nên món chủ chốt là chú ngỗng lớn nhất nuôi trong nhà Các món phụ gồm ít trái cây của vườn nhà và răm gói chè hạng soàng Hai chai rượu trắng mua ở tiệm trà phố đầu phố Suốt tối hôm trước Chủ con dặn đi dặn lại trương tài Mì có đem qua bên Thì cũng cứ làm như những lần Đến nhà người khác nghe Ông lấy vật chi thì lấy Nhưng con ngỗng phải đem về cho tao Nếu mày để ông chụp mất con ngỗng Thì tiết này tao trừ Và bộ quần áo Không sắm cho mày nữa Ông có hỏi nói là ta bận việc nhà xin cáo lỗi Mày nhớ phải đem con ngỗng về hiểu chưa Trương Tài gật đầu lê liệu miệng dạ hiểu dạ hiểu lên hồi Sáng sớm hôm sau Nó rời phố huyện tay sách cái giỏ bên dưới Để lễ vật phụ Bên trên là con ngỗng lớn Gần tới trưa thì Trương Tài đã đến nhà Lý bên ngoài Lý ông mừng lắm hỏi Chủ người đâu Có vẻ uống rượu không Trương Tài Để giỏ lấy vật xuống đất chắp tay thưa Thừa cụ Ông còn bận việc không về được Bảo con đem lễ vật qua mừng cụ Lý ông ngồi trên giường Vuốt tròm dâu trắng gật cụ Đôi ba cái Rồi lớn tiếng kêu người làm Từ đầu Con đem cái mâm ra đây Một người nhỏ thó Chạc tuổi trương tài Từ trong nhà huỳnh huỳnh chạy ra Tay cắp cái mâm đồng Từ tên của hắn, Đặt mâm lên sập trước mặt Trương Tài và khoanh tay đứng chờ lệnh chủ Trương Tài nhấc con ngỗng đè xuống đất dẫm chân lên cả ngỗng Con ngỗng dáng chừng bị ép mãi trong giỏ mỏi cánh Nay được đè ra đất Nó đạp cánh phành phành Sợ ngỗng buột tay Trương Tài càng dẫm mạnh chân lên cả ngỗng Còn hai tay xếp bội mấy lễ vật phụ lên mâm Xong xuôi nó cúi xuống bồng con ngỗng gác lên thành mâm đoạn lễ phép nói Bẩm cụ ông còn xài đem lễ vật qua mừng cụ trong lúc trưng tài lo bày lễ vật ra mâm thằng tư ngắm con ngỗng một hồi rồi nói nhìn chăm chăm vào từng thứ trưng tài bày ra mâm khi trưng tài trịnh trọng bẩm báo với lý ông thì thằng tư cũng đánh giá xong lễ vật nó tự bảo chỉ có con ngỗng là đáng tiền Có bao nhiêu đồ là bỏ cả Đoạn nó nhìn Trương Tài không chớp mắt Như để thăm dò xem địch thủ mới này Có lợi hại bằng người làm trước của cụng côn không Tuy nó vẫn đứng im chờ lệnh chủ Nhưng hai bàn tay nó khẽ nhục nhịch Lý bên ngoài đằng hắng một tiếng rồi ông chậm rãi nói Từ đầu lễ vật của rẻ ta gửi qua đó có lấy bậy một hai thứ chi đó làm thảo Còn bao nhiêu cho Trương Tài đem về Từ giả một tiếng to đoạn sáp tới bên Trương Tài Hai đứa nhìn nhau y như hai võ sĩ sắp tranh tài Trương Tài xem ra có vẻ lung tung Vì Tài chỉ quen đối phó với trường hợp gia chủ đích thân tiếp nhận lễ vật Nó chưa biết xử trí ra sao trong trường hợp mới này Thằng Tư có lẽ biết vậy nên nó từ từ dơ hai tay luồn xuống dưới bụng ngỗng nhấc bổng lên miệng nói với chủ bẩm còn tính mình lấy chút đỉnh này thôi Lý bên ngoài buông một tiếng ừ không ra phản đối mà cũng không ra tán thành Trương Tài đứng sững nhìn thằng Tư bế quân ngỗng chủ cho đi vào nhà rồi nó buồn rầu nhặt các lấy vật phụ xếp vào giỏ Trương Tài vừa xếp xong thì Lý bên ngoài bảo Thôi con xuống nhà dưới uống ba chén rượu mừng lão Đoạn đông gọi người con dâu cả Dọn cơm rượu cho trường tài ăn uống Để nó kịp trở về kéo đường xa Nó được xếp ngồi một cỗ Với năm người trong làng Đến làm giúp vô lý bên ngoài từ sáng sớm Xung quanh nó mọi người chén chú chén anh Cười cười nói nói vui như Tết Riêng nó mặt mũi buồn thiêu hớp vài hớp rượu nhắm vài miếng lòng lợn Tỉnh thoảng nó lại ngước mắt nhìn thằng tư chạy lên chạy xuống hầu nước khách trên nhà ăn xong lưng chén cơm nó đứng dậy kiếm người dâu cả của lối biên ngoại xin phép ra về trương tài buồn bã xanh giỏ bước đều trên đường về tỉnh tới gần một xóm kia cách thành vài cây số đến một khúc quanh trương tài vừa ló ra khỏi hàng cây bên đường thì gặp một thằng bé Khoảng 9-10 tuổi Vẫn quần áo nâu đã bạc màu trở tới Nó nhìn Trương Tài rồi lại nhìn cái giỏ Tài đang sách Rồi đi khuất vào bụi cây Trương Tài đi chừng hơn 10 thước Thì thấy thoai thoải bên trái đường Trên bãi cỏ xanh dần Một cái ao gần cạn nước Có một bầy ngỗng trắng ước chừng chằm cọn Nằm ngủ la liệt dưới bóng cây Trương Tài ngó trước ngó sau Thấy đường xa vắng vẻ nó bèn bước xuống bên đường Lặng lẽ nhằm phía gốc cây trứng cá Mọc gần bờ ao mà phóng tới Nó vừa nhìn thấy ở đấy Chỉ có đôi ba con ngỗng lớn Nằm mỗi con một góc Nó lẹ làng lướt đến bên chú ngỗng bự Đang nằm vùi đầu trong cánh ngục Nó khẽ đặt giò xuống cỏ Và nhanh như cắt vươn tay mặt Khóa chặt cổ con ngỗng dưới cánh Còn tay trái Nó chụp lấy hai chân con ngỗng cho anh nghiến lại con ngỗng bự chỉ khịt khịt được hai tiếng nho nhỏ rồi nằm im trong tay trường tài. Cả bảy ngỗng vẫn nằm im lềm ngủ trong bầu không khí oi ả à chiều hè. Trường tài lội xuống ao, chấn con ngỗng xuống nước, cho lông ướt mềm rồi nó lại lấy bùn chét đầy mình con vật. Đoạn nó leo lên bờ, đặt ngỗng vào giò chùi sạch sẽ chân tay, rồi lẹ làng băng qua bãi cỏ lên lộ. Nó kéo con ngỗng ra, cho khỏi nghẹt thở Chú Ngỗng nằm rung rinh trong chiếc giò Nghiêng nghiêng cái đầu Dương đôi mắt tròn đen Ngắm trời ngắm đất Chẳng buồn nghĩ đến phản đối kêu là Vừa lúc ấy thằng bé mặc quần áo nâu Từ khúc quẹo đi trở lại phía bầy Ngỗng Tay ve vẩy cành che nhỏ Nói chặn ngỗng Trương Tài giật mình Tim đập như trống lại Nó cố làm ra vẻ bình tĩnh bước đều trên lộn Trương Tài mừng thầm không bị bắt quả tang ăn cắp ngỗng Lại càng ý hừng khi nghĩ rằng được con ngỗng này Nó đã khỏi bị chủ phạt Lại được thêm ít tiền còn khi mãi được chỗ lễ vật Cho tiệm trả phô trong thành trước khi về nhà Thằng bé chăn ngỗng đã bước xuống bãi cỏ Không biết nghĩ sao lại lộn lên đứng trên bờ Lộn hết nhìn bầy ngỗng lại nhìn theo cái dọc của Trương Tài Nó nghĩ sao lạ vậy Rõ ràng mình vừa gặp thằng sách giò không ngỗng Mà nay lại có cái gì thò lên như cái đầu ngỗng thế kia Vừa lúc ấy con ngỗng nằm trong giò chân tài Nghiêng nghiêng cái đầu lên trời Đúng đầu ngỗng rồi Nó lầm bầm Thôi chết rồi Thằng cha này lợi dụng lúc mình đi tiêu Nhà trụng đại con ngỗng của mình Nó ngó quanh quất xem có ai đi tới không Nhưng giờ này chẳng có ai qua lại cả trên lộ chỉ có Trương Tài và nó Trương Tài càng lúc càng đi nhanh Cách chỗ bảy ngỗng khá xa Thằng bé chăn ngỗng vụt chạy theo Thấy tiếng chân người đuổi theo Trương Tài bùng đi nhanh hơn gần như chạy Thằng bé yếu hơn Bắt không kịp vừa chạy vừa la lối Ăn cắp ngỗng Ăn cắp ngỗng Và con cô bác bắt dùm nó ăn cắp ngỗng của tôi Thấy khoảng cách giữa nó và Trương Tài Càng lúc càng xa nó sợ mất ngỗng về chủ đánh chết Nên cố chạy theo vừa la vừa khóc Tội nghiệp thằng nhỏ té lên té xuống mấy lần Rách cả quần chảy cả đầu gối Nó thở hồn hẹn như muốn đứt hơi Nó thất vọng nghĩ Thôi đành chịu đòn Vì mất ngỗng Giọt hết nổi rồi Nhưng may quá Tiền ăn cắp ngỗng bỗng nhiên đi chậm lại Nó chợt nhớ ra là sắp đến xóm Ở ngoài ô châu thành Nó thấy phấn khởi hơn nó không la khóc nữa dáng sức chạy Phía trước mặt Dãy nhà lá đầu tiên đã xuất hiện Giữa những hàng cây xanh mát Trường tài từ nãy đến giờ đã đi chậm lại Thở mấy cái mạnh Lau sạch mà hôi chán rồi thản nhiên đi ra xóm Chúng ông vẫn nằm yên trong giò Thỉnh thoảng lại co đầu và thành giò Như gãi ngứa Khiến cho những vết buồn ướt Càng như bị biết chặt Làm cho con vật có một hình thủ quái gở nếu trở lại bày tất bị Đồng loại căn đuổi đi Phía sau thằng bé vẫn lẹt đẹt đuổi theo Vì Trương Tài đi đến giữa xóm Thì nó cũng lết gần tới đầu xóm Nó bèn la trói lói Ăn cấp ngỗng, ăn cấp ngỗng Bà con cô bác bắt dùm nó Người kế cận đồ ra hỏi Nó trỏ theo Trương Tài Tài cũng nghe thấy tiếng la Bèn cố tình đi chậm lại Để người ta khỏi nghĩ Mấy bà con trong xóm lớn tiếng la dùng thằng bé chăn ngỗng Cuối xóm có vài người đàn ông chạy ra cửa nhà Nhìn dường như chờ trương tài đi tới sẽ hay Vừa lúc ấy Một người bận áo và bà đen Ở phía châu thành cũng vừa về tới đó Thằng bé chăn ngỗng chạy tới Nhận ra người bận áo và bà đen Sắp đi ngang qua trương tài là ông bá Chủ nó nên nói lớn Ông ơi chặn nó lại Nó cắp ngỗng nhà ta Ông bá bèn nằm dư trương tài lại Đoàn ông lớn tiếng hỏi thằng bé chân ngỗng Nó cặp làm sao chiêu lộc Chiêu lộc là tên thằng bé chân ngỗng Chưa kịp trả lời thì trương tài đã hất bàn tay ông bá ra và cự nữ Sao chú vô lễ làm vậy Can cớ chi mà dám bắt giữ tôi Ông bá cũng nổi đoá lên Giữa ban ngày ban mặt Điên cấp ngỗng người ta còn giả dạ mồm nói không can cớ gì Trường tài gần cổ cai lại Chú là đồ nhận bậy bạ thì có Ngỗng của chủ ta nuôi ở thành Đem mừng nhạc ra ăn sinh nhật Nhưng ông lại quả cho đem về Ai thèm lấy ngỗng của chú Triều Lộc nói Nó đi qua gần chỗ bảy ngỗng sách giò không Chừng đi trở lại Thấy nó sách giò có ngỗng Chẳng là ăn cắp ngỗng Ở bầy túi sáo Đôi bên lời qua tiếng lại cãi om sòm lối xóm kéo ra bu xung quanh mỗi người thêm một câu thành ra ồn ào như họp chợ sau có người bàn ai cũng nhận ngỗng là của mình thật khó nói Này cứ đem lại thả nó vào bầy Nếu nó nhập bầy thì là ngỗng nhà ông bá Bằng không nhập bầy ắt là ngỗng của Trương Tài rồi Trương Tài nghe vậy mừng dân Nhưng giả bộ cương được không chịu Làm cái chi ước lòng người ta vậy Trời nóng như vậy bắt đi trở lại một thôi đường Và lại tôi còn phải lo việc cho chủ Bộ ở không sao mà chịu mấy người Nói rồi Làm như rẽ đám người bu quanh để đi về thành Mọi người nhao nhao phản đối rồi hè nhau xô tài quay lại chỗ bảy ngỗng Dòng đường y luôn miệng giao hẹn Nếu nó không nhập bài Mấy người phải để cho tôi về thành nếu còn lộn xộn tôi chỉnh qua mấy người thanh niên đi gần nói được rồi một lát sau cả đám đông tới bãi cỏ thả bảy ngỗng trương tài xuống bên đường lấy con ngỗng ra cởi dây buộc và thả nó xuống đất đám đông reo họ ầm ĩ con ngỗng thấy bảy nhà vỗ cánh nhào tới bảy ngỗng thấy nó hình thù quái dị mình mày đen thùi lùi rượt cắn không chịu cho nhập đàn đám đông reo họ ầm ĩ Ai cũng bảo chẳng phải là ngỗng của ông bà Trưng tài điểm nhiên tiến lên chụp con ngỗng Rồi bỏ vào giỏ Đến chỗ ông bá và chiêu lọc hắn bên mặt nói Thầy trò nhà chú tầm bậy Khi không ngỗng nhà người ta lại nhận là của mình giàu mà còn tháp Nói đoạn hắn bỏ đi thẳng Miệng người đặc thẳng Mọi người cũng xúm lại Chê trách ông bá quá tin người nhà Mà nghĩ oan cho người ngay Ông bá giận qua quay ra đánh Triều Lộc một cái bàn tay đầy lửa Triều Lộc miêu máu nói Rõ ràng lúc nó tới không có ngỗng Lúc nó đi qua lại có ngỗng Nó cặp ngỗng nhà mình Ông ơi nó lại chết buồn lên ngỗng cho lạ hoắc Để ngỗng nhà không nhận ra mà rượt cắn Nói rồi nó lại khóc hù hù Ông bá quát Mày có im đi không Thật là mày hại tao Chắc mày lấy ngỗng tao đem bán rồi vu vạ cho người ta Đổ ấn hạ Đợi chiều tối ta đếm lại ngỗng hễ thiếu con nào thì mày chịu đòn Chiều Lộc nghe vậy khóc rống lên Ông bá vẫn chưa nguôi giận toàn sấn lại đánh nữa Nhưng mọi người càng ra Vừa lúc ấy có tiếng lính hồ dẹp đường Mọi người vội tránh sang hai bên Lát sau Một ông quan mặt đen xỉ cưới ngựa đi tới Giữa hai hàng lính gươm giáo sáng loại thì ra đây là bảo đại nhận đi thanh tra về Thấy đông người tụ họp giữa cánh đồng Lại có đứa trẻ đang khóc Bảo công bèn dừng ngựa lại Cho lính kêu ông già đứng gần hỏi có chuyện gì Ông già đến gần thi lễ và thuật lại câu chuyện Bảo công sai lính chạy đi kêu trương tài lại Và chuyển dẫn cả ba người Ông bá, chiêu lộc và trương tài đến trước mặt Bảo công bảo trương tài dơ ngỗng cho ông coi Ông cũng đòi xem cả giỏ nữa Đoạn ông hỏi Trương Tài và Chiêu Lộc Về cái việc đã xảy ra Nghe xong Bác công chuyển lại Lấy tên họ địa chỉ của hai bên Ông nói Trương Tài khai nhận ngỗng Của chủ nuôi ở thành vừa rồi Đem làm lễ vật mừng lý viên ngoại Nhưng lý ông cho đem về Còn Chiêu Lộc lại quả quyết Tài đã cắp ngỗng thuộc bảy của y Nay đã xế chiều rồi Để mai ta xét xử cho Bây giờ Trương Tài Đưa con ngỗng cho lính đem về nha Rồi mai cả ba người đến công đường Mà nghe ta phân sự Mọi người cúi đầu tuân lệnh Về đến nhà Ba công dạy lính đem nhốt ngỗng Vào một cái lồng to để giữa sân Trước công đường Ông lại dặn chỉ cho ngỗng uống nước Mà cấm cho ăn bất cứ một thứ gì Dù là lúa, rơm hay rau cỏ có một chú lính lệ nhỏ tuổi mới được tuyển vào làm việc thấy là bèn hỏi bác cai già nghe đồn Bảo đại nhân đoán việc như thần chắc đại nhân xem con gỗng biết là nó biết nói nên đem về nha đặng nó khai ra ai là kẻ gian đúng không bác bác cai già cũng chẳng biết nói ra sao chỉ ậm ừ cho xong chuyện sáng hôm sau bao công ra sân truyền lính nhắc lồng ngỗng lên để ông coi chú lính lệ mới núp bên hông nhà giòn thấy bà công khom khom nhìn xuống mặt đất nhìn đáy lồng một lát rồi lại nghe thấy bao công bảo bác cai ra thôi để lồng xuống cấm không được dọn dẹp vội lại thấy bào công quay ra gọi thơ lại sắp giấy bút để ông làm án Chú đinh trẻ tuổi lấy làm lạ lắm Bèn đón đường chú cai giả và hỏi Con ngỗng nó làm gì thế hả bác Bác cai giả đáp Thì nó bậy đầy ra đó Chứ chú còn muốn nó làm gì nữa Khi nào quan chuyển dọn Chỗ ngỗng bậy thì chú mày mở mắt cho to mà quét cho sạch Phần ngỗng này xanh lẻ dọn không kỹ Nó lẫn với rêu xanh ở mặt cạch Quan mà thấy thì mày ăn đòn đau Chú Linh Trẻ ngây thử hỏi Thế con Ngỗng Nó không nói chi với quan hạ à bác Sao hồi hôm bác bảo Nó biết nói mà Bà cài ra bực mình gặt Thì mày ra mà nghe nó nói Hỏi chi tao Chú Linh Trẻ tưởng thật Lén ra bên lồng Ngỗng Ngồi thụp xuống thò hai ngón tay Quan an lồng Ngỗng Gai gãi đầu và hỏi nhỏ Ngỗng thằng Tài thằng Lộc Đứa nào gian ngay Nói cho ta biết đi Ngỗng Chẳng thấy ngỗng trả lời Chú lính trẻ lại chọc vào đầu nó và hỏi lại như trên Chẳng dè lần này chọc mạnh quá ngỗng hoảng sợ kêu lên Cả cứu cả cứu nghe điếc cả con dài Có tiếng bao công quát vang như sấm từ công đường vọng ra Đùa nào láo vậy Chú lính trẻ nhà ta hết hồn co giỏ lên cổ chạy mất hút vào sau dịch Một lát sau Trống hầu thông thà điểm mồi hồi Cửa nha từ từ mở rộng Bộ ba, ông bá, Trương Tài và Triều Lộc Kéo nhau vào sân chờ trình diện bao công Lính lệ và bảo Bao công chuyển cho dẫn ba người trước công được Bao công nhìn Trương Tài và nói Còn ngỗng hôm qua đúng là của Triều Lộc Trương Tài cãi Hôm qua ai cũng biết là ngỗng của tôi Nay thượng quan lại nói ngược bảo là ngỗng của Triều Lộc Thật là ức cho tôi lắm xin quan xét lại bao công cả dần đứng phát dậy chỉ mặt trương tài quát vang như sấm mi nuôi ngỗng ở thành thường cho nó ăn gì trương tài sợ lắm nhưng cũng thu hết can đảm đáp cũng như những người khác ở thành chủ tôi nuôi nó bằng lúa vì không sẵn cỏ vì vậy nó mới béo bao công lại quát hỏi phần nó màu gì trương tài bảo dạ màu vàng bao công lại hỏi Mây từng ở ruộng tất biết Ở miệt quê người ta thường nuôi ngỗng bằng gì Có cho ăn lúa không Trương tài thưa Dạ thường thả nó ngoài đồng thành bầy Cho mỏ ốc ăn cỏ ăn rau Chứ không cho ăn lúa Bảo công hỏi tiếp luôn Phần nó ra sao Màu gì Trương Tài dường như chợt hiểu dụng ý của bao công Lúng túng chưa trả lời Thì bao công đã dồn hỏi Phần nó màu gì sao hỏi không nói Trường tài đáp Dạ phần mềm màu xanh Bảo công không thèm ngó trường tài nữa Ông quay lại bảo viên cai giả Lôi cổ nó ra nhấc lòng ngỗng lên cho nó coi con ngỗng hồi hôm bậy ra phân gì Vàng hay xanh Hai người lính xa bảo Lôi trường tài ra sân nhấc lòng lên cho coi Đoạn dẫn trở vào Bảo công hỏi Mi có nhìn đó là ngỗng nuôi ở đồng quê và của chiêu lộc mà mi ăn cắp không? trương Tài đáp Dạ đúng là ngỗng nuôi ở quê nhưng không phải là của chiêu lộc Bởi nếu là của chiêu lộc tại sao nó lại không nhập bày nữa? Bao Bà công trợn tròn mắt Lông mày dựng ngược lên và ông la Mày xảo trá Đem ngỗng nhúng nước cho ướt lông Rồi lấy bùn chét tèm lem Chừng lúc thả trở lại Bảy ngỗng thấy lạ Tất phải cắn rượt Không như nhập bầy Mỹ tưởng ta không biết sao Trương Tài cưng hỏng Hết đường chối cài Ba công dạy lính vật Trương Tài ra Nệm cho 20 côn rồi đuổi về Rồi ông chuyển trả lại Con ngỗng như chiêu lọc Sau khi khen nó tinh mắt có óc nhận xét Và nhất là biết giữ của Người ta đã tín nhiệm giao phó cho mình Trông coi